Em đang chạy về nha. Hello. Okay, em đang chạy về. Ok em. Nó bị phạt 200 nghìn đấy. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ livestream vào. À nhầm, hôm nay chúng ta sẽ Zoom. Chúng ta sẽ nói về những cái chủ đề mà rất là nhiều người nhắn tin hỏi Anna. Số 1 đó là cái việc hợp đồng của chúng ta sẽ hoàn thiện như thế nào. Số 2 là bài kiểm tra của chúng ta làm như thế nào. Số 3 là mình sẽ nói về một chút về chương trình khởi động nhanh. Và số 4 mình sẽ nói về đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Rồi chúng ta sẽ để cho các bạn chia phòng và luyện tập. Nên là khá là vui á. Mà các bạn lại chưa thấy các bạn vào. Rồi ok. Và hôm nay thì sẽ có những cái thông tin về hợp đồng, cho nên là Anna sẽ record lại cái này để ví dụ như có một số nhóm mà người ta chưa kịp vào, các bạn sẽ xem lại. Đầu tiên hợp đồng của chúng ta thì chúng ta nhìn luôn đây này, Anna show trên màn hình của chúng ta cho các bạn xem luôn là chúng ta sẽ cần phải hoàn thành những cái file nào. Thì đây là cái mẫu hợp đồng của chúng ta. Mẫu hợp đồng của chúng ta đây ạ. Bây giờ các bạn khi mà các bạn làm hợp đồng nhá, là các bạn sẽ làm hai bản này, tức là in ra hai bản này. Ở trên công ty trước đây thì có, mà bây giờ do là ở xa cho nên là tôi chúc các bạn in luôn đi. Thế thì cái ngày mà ký hợp đồng á, là cái ngày các bạn mở mã số online. Ngày ký hợp đồng là ngày mở mã số online. Đây là mã số cá nhân của các bạn. Các thông tin này thì ghi đầy đủ. Không cần thiết là phải ghi rồi cách một ô gì đâu, các bạn cứ ghi vào đấy và nên ghi thông tin in hoa có dấu đối với họ tên. Sau đó nhớ điền thông tin về người bảo trợ của các bạn. Đó, nhớ điền thông tin về người bảo trợ các bạn. Cái chỗ này mình hay quên lắm. Mã số của người bảo trợ, tức là mã số của người hướng dẫn ấy, của nhà mình là người hướng dẫn ấy. Sau đó rồi mình sẽ ký vào trang cuối. Mình ký vào trang cuối. Và cái ngày ký này là cái ngày mình mở mã số online. Đấy, các bạn nhớ số 1 là cái file này. Tiếp đến là chúng ta sẽ có hai cái file. Chúng ta sẽ có hai cái file làm bản cam kết. Đối với hai cái bản cam kết này, chúng ta có hai mẫu cam kết để Anna mở ra. Đây là mẫu cam kết theo điều 28 và một cái mẫu cam kết theo điều số 13. Chúng ta có hai mẫu cam kết. Sau điều 28 này thì mình cứ ghi tất cả thông tin bình thường. Tham gia vào ngày thì là ngày này là ngày mà mở mã số online. Ok chưa ạ? Sau đó mình cũng ký cái ngày này cũng là ngày mở mã số online. Rồi bản cam kết này cũng thế. Cũng tham dự ngày nào. Mà cái này mỗi loại một bản thôi. Cũng ngày mở mã số online. Và cái việc đào tạo thì mình cũng cho là ngày mở mã số online và người cam kết. Ok chưa? Đó. Thế còn có một cái nữa là bài kiểm tra. Bài kiểm tra này này. Thì nếu như bây giờ mình đăng ký bài kiểm tra thì các bạn đọc các bạn sẽ thấy rằng là cái ý đúng ấy, mà theo tư duy logic của chúng ta là nó cũng là cái ý cuối. Đó, cũng là cái ý cuối. Và nếu như các bạn mà mở mã số hợp đồng trước ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020 thì các bạn sẽ in cái bài kiểm tra đấy ra, tích điền thông tin vào cái ý đúng là cái ý cuối ấy, các bạn điền vào. Và khi các bạn đọc các bạn cũng sẽ thấy như thế. Đấy là cái kinh nghiệm của người đi trước làm. Thế còn khi các bạn mở mã số hợp đồng vào sau ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020, chúng ta không cần phải in cái bài kiểm tra đấy ra, mà chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ học cái khóa học và làm bài kiểm tra ở trên Internet theo đúng cái nghị định 40 của Bộ Công Thương. Và khi các bạn mở các video clip á, thì nó có nhân tốc độ lên nhân 2, giống như là mình xem video ở trên YouTube, và nó sẽ có xem hết phần này đến phần kia, phần này đến phần kia. Thế thì nguyên một cái khóa đấy nó là 8 tiếng, nếu các bạn có nhân 2 nó lên thì nó cũng là 4 tiếng. Các bạn nên để trên một thiết bị để rồi mình làm. Chúng ta vẫn có thể đa nhiệm một tí. Và khi mà như vậy thì sau khi xong các bạn sẽ bấm làm bài kiểm tra. Và khi làm bài kiểm tra xong á, thì chị Trúc chị nói là cái khóa học này rất là hay. Khóa học này rất là hay. Và những người mà cũ thì mã số cũ sẽ không đăng nhập được. Những cái mã số mới mở sau ngày mùng 2 tháng 3 các bạn sẽ đăng nhập được. Và khi đăng nhập thì các bạn sẽ lấy là ID và mật khẩu đều là mã số của các bạn. ID và mật khẩu đều là mã số của các bạn. Trong trường hợp mà các bạn đăng nhập không được thì hãy chụp ảnh cái ID và mã số đấy chuyển qua cho cái người hướng dẫn của các bạn.
và người hướng dẫn của các bạn, hoặc là ai mà gần Anna thì quẳng qua luôn cho Anna nếu các bạn đăng nhập 3 lần mà không được. Tức là nó đã bị lỗi, một vài mẫu mã bị lỗi. Các bạn chuyển qua và Anna sẽ làm việc với công ty để xử lý một cách rất là nhanh. Ok chưa? Rồi, đợi Anna một chút. Anna ghi cái này vào không lát, Anna quên. Mở rồi. Mã số 00 mà là phải đợi qua một ngày á. Qua một ngày thì chúng ta mới có thể xem được, mình có thể làm được. Cảm ơn chị Trúc. Và các bạn nhớ luôn là sau khi các bạn làm xong thì bây giờ chúng ta là bình thường á, trước đây là các tư vấn viên sẽ mua cái bộ hồ sơ. Bộ hồ sơ là nó còn gồm có một cái quyển catalog và một cái quyển mà sơ đồ trả thưởng. Thì cái đó bây giờ cũng sẽ được chuyển về nhà của các bạn luôn. Và cái giá của cái đấy là 110.000. Thế thì việc của mình là mình mua kèm cùng với cái đơn hàng đầu tiên của mình á. Thì để đảm bảo là đỡ tốn tiền ship, mình mua vào. Và cái phần này nó nằm, khi mà các bạn vào gian hàng online, nó sẽ nằm ở chỗ là mục khác nhá. Mục khác, đó. Đấy là cái việc mà mình làm hợp đồng này. Số nữa và bài kiểm tra. Nữa là gì? Cái chương trình khởi động nhanh của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái phần thưởng của chương trình khởi động nhanh. Chờ Anna chút. Ok. Chúng ta nhìn vào cái phần thưởng của khởi động nhanh để chúng ta có thể biết được cái chương trình khởi động nhanh, và từ đó chúng ta có cái sự phân bổ cho nó hợp lý. Đây là chương trình khởi động nhanh này. Bạn nhìn luôn ạ. Trong trường hợp mà bạn lên được tư vấn viên cấp 5, tức là vị trí 2.500 điểm ấy ạ, thì các bạn sẽ được là tặng một cái đơn hàng là 4.200.000, và bạn làm cái này trong tháng thứ 4. Đó, thì bạn sẽ được. Nếu mà trong vòng tháng thứ 5 bạn mở được vị trí tư vấn viên trưởng thì bạn duy trì tiếp 2 tháng liền kề sau đó, là tháng khóa và tháng duy trì, thì bạn sẽ được tiền thưởng là 15 triệu khởi động nhanh. Nếu mà bạn lên tư vấn viên cao cấp trong vòng 6 tháng từ khi bạn tham gia thì bạn sẽ được thưởng cái mức khởi động nhanh là 25 triệu. Nhớ rằng chúng ta luôn có tháng mở, tháng khóa và tháng duy trì là phải lặp lại 3 tháng. Rồi khi các bạn lên nhà tư vấn chuyên nghiệp thì ở trong tháng thứ 7 các bạn sẽ được 35 triệu. Khi các bạn lên vị trí thủ lĩnh ở tháng thứ 9 thì các bạn sẽ được thưởng 50 triệu. Toàn bộ tất cả các phần thưởng khởi động nhanh sẽ được thưởng trong kỳ đại hội ạ. Kỳ đại hội, hoặc nếu như năm nay mà không có kỳ đại hội thì chúng ta sẽ vẫn được thưởng đấy. Vì công ty chuyển hết tiền vào tài khoản của chúng ta, cũng như là những cái phần quà khởi động nhanh này. Và rồi thì sẽ không trả vào những cái dịp khác, chỉ trả vào kỳ đại hội thôi. Thông thường là tháng 3, tháng 9 hàng năm, hoặc tháng 4, tháng 10 hàng năm. Và cái tiền thưởng khởi động nhanh này mình sẽ chọn cái mức cao nhất, chứ không phải cộng tất cả các lần lại. Chọn mức cao nhất, ví dụ như Anna đã được khởi động nhanh của tư vấn viên chuyên nghiệp là 35 triệu rồi, thì ví dụ vào kỳ đại hội sau mà Anna được nhận của cái thủ lĩnh á, thì Anna chỉ được nhận thêm 15 triệu thôi. Đó, và tất cả sẽ chuyển vào tài khoản của các bạn luôn. Thế thì có một cái điều kiện mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái chương trình khởi động nhanh này là bắt đầu từ lúc bạn mở mã số, bạn tham gia, thì mỗi tháng bạn đều phải hoàn thành 100 điểm. Mỗi tháng bạn đều phải hoàn thành 100 điểm, và các bạn hãy nhớ điều này. Nếu bạn đã mở mã số trong tháng 4 mà bạn chưa mua hàng thì bạn hãy mua cái đơn hàng 100 điểm. Thực ra chúng ta vẫn thường nói với nhau về cái việc mà chúng ta cần phải hoàn thành cái đơn hàng 100 điểm trong mỗi tháng. Và chúng ta đều hướng dẫn nhau làm sao đấy để mua một cái đơn hàng mà 100 điểm với những cái chi phí hợp lý nhất và cái bộ sản phẩm mà phù hợp với cái thể trạng của chúng ta. Thế mà thông thường một số người không mua. Thế mà khi mà không mua chúng ta bỏ lỡ cái này rất là phí. Đó. Thế đối với một số người thì 50 triệu không phải là to, đúng không? Mà với đội nhóm của chúng ta, với những cái chiến lược trong đội nhóm của chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể mở được những cái vị trí và được những cái phần thưởng đúng như cái này, thì tội gì mình lại không nhận, là đúng không nào? Cho nên các bạn cần phải làm việc lại với tư vấn viên của mình để cho họ hiểu rằng là họ cần phải duy trì được cái 100 điểm hàng tháng để họ còn được hưởng cái khởi động nhanh. Và bây giờ
các bạn cần phải nhớ thêm việc một việc nữa là ngay tại những cái thời điểm này thì chúng ta đang có những cái hiện tượng và mua hàng đã chuyển kho rồi nhưng mà bị nhầm. Thế thì bây giờ nhá, giả sử như hôm nay có một thông báo mà lỡ bị nhầm mà lại rơi vào đúng những ngày cuối tháng bị nhầm, mà ngày hôm sau mình thấy là nó trừ tiền của mình do bị nhầm kho, thì Anna đang làm việc với anh Cường để tìm một cái hướng giải quyết. Và đồng thời với cái hướng giải quyết đấy là tất cả chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay mà trở về đến ngày cuối tháng, khi các bạn mua đơn hàng, khi các bạn mua đơn hàng, các bạn hãy nhớ rằng là các bạn cần phải chụp ảnh cái đơn hàng của các bạn đã thành công. Sau đó, sau khi đơn hàng thành công rồi là có mã số, thì các bạn bấm luôn vào kiểm tra đơn hàng. Chụp từng bước một luôn, bấm luôn vào kiểm tra đơn hàng để xem nội dung đơn hàng. Sau đó rồi là gì? Sau đó rồi là mình lưu lại ngày giờ, cái giờ mà mình mua đơn hàng và những cái món mà mình mua. Để nếu lỡ mà ngày mai nó có cái trục trặc gì thì mình còn có khả năng mình xử lý, đặc biệt là nếu nó rơi vào ngày cuối cùng của tháng là ngày 30. Nữa là gì? Bây giờ vào dịp cuối tháng là đơn hàng chuyển đi rất là nhiều. Cho nên rằng là khi mà các bạn mở hàng á, nhận được hàng các bạn mở hàng, các bạn hãy quay video từ lúc các bạn bắt đầu mở thùng hàng. Đừng có mở rồi mới quay, đừng có mở rồi thấy thiếu hàng rồi mới quay. Như thế thì không ai xử lý cho chúng ta được. Chúng ta sẽ quay video từ lúc mà nhận thấy cái thùng hàng, với bao giờ thùng hàng của chúng ta ở trên bề mặt của thùng hàng đều có một cái tờ giấy vận đơn. Trên cái tờ giấy vận đơn này nó đều có trọng lượng. Cái trọng lượng đấy sau này nó sẽ tương ứng với cái trọng lượng mà bên trong cái hàng của mình gồm những cái gì. Và khi mình chụp, mình quay cái đó thì mình làm sao quay cái vận đơn đấy thật rõ. Rồi chúng ta quay luôn cả cái tay chúng ta đang rạch cái thùng ra và mở ra. Và khi mở ra thì mình sẽ bắt đầu kiểm tra hàng. Đó, các bạn phải nhớ cái này. Thì Anna đã từng bị một lần rồi. Thế là tư vấn viên thì nói là hàng thiếu. Trong khi là cái cân ở trên vận đơn ấy thì nó lại đủ. Thế mới kỳ chứ. Thế nhưng mà hàng ở bên trong thì thiếu. Thế thì lúc đấy là mình không quay được ban đầu từ lúc mở thùng hàng ra, mà từ thời Anna làm đến giờ thì đấy là cái lần đầu tiên. Trong rất nhiều đơn hàng đấy là lần đầu tiên, cho nên là từ tháng trước nữa cơ. Mà đợt đấy là tháng sau Tết. Thế cho nên là hôm nay Anna nhắc các bạn luôn để các bạn cẩn trọng trong những cái đơn hàng cuối tháng, đặc biệt là những đơn hàng mà giá trị lớn. Ví dụ như Hiếu Dung mà đang chuẩn bị có những đơn hàng mà cái số lượng lớn thì Hiếu Dung cần phải làm cái động tác này rất là kỹ này. Dặn cái người tư vấn viên của mình rất là kỹ, kiểm tra đúng số lượng, mở đúng cái số lượng, nhớ chụp lại cái trên bề mặt, quay cả cái trên bề mặt và xong bắt đầu vào kiểm tra. Thông thường nó rất là hãn hữu. Thế nhưng mà việc của chúng ta như vậy, nhất là khi chúng ta mua những cái hàng mà nó có nắp đậy á, và nó bị mở ra, nó bị hỏng chẳng hạn, thì khi mà chúng ta quay thì chúng ta có thể nếu mà có sự cố gì chúng ta có thể gửi cái video đấy cho công ty. Thế còn nó rất là ít khi xảy ra mà chúng ta vẫn phải cẩn thận trong những ngày cuối tháng. Đó. Và rồi khi mà các bạn kiểm tra, các bạn khi bạn mua hàng online, các bạn hãy nhớ này, có rất nhiều bạn khi mua hàng online thì gặp trục trặc. Rất nhiều luôn. Thế thì hôm nay Anna mới nhấn mạnh lại cho các bạn này, có hai thứ các bạn gặp trục trặc thường xuyên luôn, người mới của chúng ta gặp trục trặc thường xuyên luôn. Số 1 là khi mở mã số. Thì các bạn gặp trục trặc ở chỗ là cái ảnh không up lên được. Cái ảnh không up lên được á là khi mà các bạn chụp hình bằng phần mềm bên ngoài thì ảnh nó dung lượng nó cao. Các bạn phải giảm dung lượng xuống bằng cách là gửi nó lên Messenger xong download xuống thì dung lượng nó giảm. Hoặc là các bạn sẽ chụp bằng chính cái app của chúng ta, bằng chính cái máy ảnh của chúng ta ở trong cái lúc mà chúng ta mở mã số ấy. Đó, thì chúng ta sẽ up được lên. Nữa là gì? Khi các bạn mua hàng nhá, thì các bạn nhớ rằng là ở cái ô mà để địa chỉ ấy, thường chúng ta sẽ bị chậm hàng khi mà chúng ta để nhầm ở cái chỗ địa chỉ đấy. Ví dụ này, trong cái phần địa chỉ nó sẽ có cái ô gọi là ô nhà cửa. Trong ô nhà cửa các bạn hãy ghi đầy đủ hết tất cả mọi thông tin, bao gồm là số nhà, tên đường, phố, quận, thành phố luôn ở ô nhà cửa. Sau đó trong ô bình luận các bạn cũng copy lại toàn bộ những thông tin đấy, là gồm số nhà, phường, quận, xã, đầy đủ luôn. Vì đã có nhiều trường hợp là đặt hàng rồi bảo sau 5-7 ngày rồi hàng không về. Thế là hóa ra là khi mà gọi lên á, thì bảo là cái địa chỉ không rõ ràng. Thế thì trong ô bình luận các bạn hãy copy paste vào đấy luôn, để cho địa chỉ nó thành rõ ràng, để cho chúng ta thuận lợi trong những cái việc sao giao hàng, đặt hàng và giao hàng vào những cái ngày cuối tháng như thế này. Các bạn phải nhớ cái điều đấy. Và thông thường thì Anna luôn luôn giao hàng bằng cái việc mà có trả phí, ngay cả khi Anna ở trong nội bộ Sài Gòn.
hãy hình dung là mỗi lần chúng ta lên đấy chúng ta mua hàng ấy, chúng ta cũng phải đi xe máy lên. Thế thì nó cũng có cái phần tiền xăng rồi. Như thế nó nhanh lắm. Anna đặt hàng bao giờ cũng thế, đặt ở trong vòng nội vào nội thành Sài Gòn đấy thì tối nay đặt thì sáng ngày kia có, còn trong ngày mà đặt á, trước giờ chiều người ta đóng á thì ngày mai Anna đã có hàng rồi, rất là nhanh. Và nhớ nhá, nhớ cái địa chỉ, và khi mà nếu các bạn ở nội thành Hà Nội và Sài Gòn mà sau 2 ngày các bạn không nhận được hàng là các bạn phải gọi lên ngay. Trừ trường hợp là nó trúng thứ bảy chủ nhật, vì thứ bảy chủ nhật thì cái việc in đơn nó rất là hiếm, à nhầm, nó rất là chậm. À, thế còn khi các bạn đặt hàng á, thì nên đặt làm sao đây này, khi bây giờ chúng ta đang đặt trong tuần này thì nó rất, chuyển hàng rất là nhanh. Đấy, các bạn nhớ luôn cả cái chỗ này, nhớ luôn chỗ này nhé, và Anna record lại để các bạn lôi ra các bạn đọc, để tránh hỏi những cái người hướng dẫn của mình về những cái thủ tục này. Anna trả lời rất là nhiều bạn về cái thủ tục này luôn á, cho nên hôm nay Anna quyết định là sẽ mang lên đây nói lại một lần nữa. Rồi ok, anh chị em mình cần phải rõ cái việc này, và nó xảy ra ở tất cả mọi tư vấn viên nhé, không một ai, không phải chỉ riêng một ai, tất cả mọi tư vấn viên. Và nhớ làm vào những cái lúc mà công ty đang nghỉ như thế này, khi các bạn có bất kể một khiếu nại nào, đơn hàng không về được này, đơn hàng bị trục trặc này, mở mã số mà không nhìn thấy mã số, ngay lập tức, vì là những ngày cuối tháng, ngay lập tức các bạn email cho công ty. Hà Nội thì gửi về email Hà Nội, Sài Gòn thì gửi về email Sài Gòn. Sivaleo@com thì ở trong cái tài liệu tổng hợp là có cái địa chỉ email. Trong file tài liệu tổng hợp là có địa chỉ email, các bạn nhớ cái điều này. Trong file tài liệu tổng hợp là có địa chỉ email. Anna nhắc lại nhá, trong file tài liệu tổng hợp là có địa chỉ email. Rồi ok chưa? Sau khi các bạn đã gửi email xong rồi, các bạn đừng có mất công gọi lên hotline làm gì cả. Tôi sẽ là hotline cho các bạn. Chụp ảnh cái màn hình đã gửi email. Trong cái màn hình gửi email đấy thì cái nội dung email bạn phải viết là tên là gì, mã số là bao nhiêu, có đơn hàng như thế nào. Nếu là trường hợp mở mã số để mình mua hàng được ngay mà, thì tên là gì, số chứng minh nhân dân là bao nhiêu, đã mở mã số rồi mà ấn xác nhận bị trục trặc hay bị gì đó, hoặc thậm chí bằng một lý do nào đó mà không xác nhận được mà bạn muốn cần nhanh, thì bạn nói rằng là tôi tên là như thế này, vừa mới mở mã số cho tầng 1 của tôi là tên họ tên như thế này, số điện thoại chứng minh nhân dân là như thế này, bây giờ tôi đang rất cần mã số để mua hàng, đề nghị công ty hỗ trợ tôi nhanh chóng. Thì khi các bạn gửi lên như vậy, các bạn chụp ảnh màn hình gửi cho Anna, Anna sẽ xử lý nhanh cho các bạn. Trong những ngày cuối tháng như này, Anna sẽ để điện thoại liên tục để Anna xử lý cho các bạn. Và nhớ làm đúng cú pháp nhé, đừng có hỏi tôi, đừng có hỏi là bây giờ em phải làm sao, Anna hướng dẫn rồi. Bất kể một cái gì khiếu nại, cứ gửi email đúng đầy đủ nội dung như vậy. Sau đó chụp ảnh màn hình, trên cái ảnh đấy là người ta có thể đọc luôn cả họ tên rồi mã số đơn hàng và số chứng minh nhân dân và bất kể các thông tin nào của các bạn, phải đọc được luôn, chuyển sang thì sẽ xử lý nhanh cho các bạn. Chỉ cần các bạn gửi vào, ví dụ công ty sẽ xử lý được từ 9 giờ sáng đến 17 giờ chiều là Anna vẫn xử lý được. Thậm chí như hôm vừa rồi là trong ngày chủ nhật mà các bạn ấy còn xử lý cơ. Tại vì cái lượng quá tải và mình có cái cách thì mình cứ làm. Chứ còn nếu bây giờ mình gọi đến hotline nó bị chậm á, các bạn hãy cứ gọi cho Anna. Và nhớ là khi mà đơn hàng mà chuyển trong nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mà cứ khoảng 2 ngày không nhận được thì các bạn hỏi luôn, để xem địa chỉ của chúng ta có bị trục trặc gì không, để xem là đơn hàng đã đi chưa, và cứ theo đúng cấu trúc như thế gửi sang cho Anna. Tôi sẽ phục vụ các bạn cho đến hết cái ngày mùng 3 tháng 5. Tôi vẫn phục vụ được, tức là cho đến khi mà công ty chúng ta mở cửa lại. Tại vì bây giờ nhá, nhân sự kho đi làm cũng phải giữ khoảng cách, số lượng người chăm sóc khách hàng đi làm cũng phải giữ khoảng cách, cho nên phải giảm số lượng đề xuống. Nên là chúng ta phải có cách để hoàn thành cái việc cho chúng ta. Rồi, đấy là những cái thứ rất là quan trọng vào những ngày cuối tháng. Đây là những cái lúc mà chúng ta để ý đến những chi tiết như thế này. Và các bạn cần phải để ý những cái chi tiết cho đúng những cái người mà đồng đội của mình luôn. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần là đúng người đúng việc đúng thời điểm. Đúng người đúng việc đúng thời điểm là như thế nào? Vào những ngày cuối tháng như thế này thì theo các bạn, cái mục đích của chúng ta, mục đích quan trọng nhất của chúng ta là gì ạ? Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta trong những ngày cuối tháng là gì ạ? Anh chị em bật mic. Doanh số. Doanh số, đúng rồi. Mục tiêu quan trọng nhất trong những ngày cuối tháng này là ra được đơn hàng. Các bạn biết không ạ, ra được đơn hàng. Ai không mở được mã số thì gửi đi cho người apply, apply làm ơn hỗ trợ mở mã số. Ai không đặt được hàng, apply làm ơn hỗ trợ cho họ đặt được hàng. Nếu mà họ gọi là họ chưa thao tác được một cách nhanh chóng thì mình hãy thao tác cho người ta, mình hãy mở cho người ta.
đấy, tôi nói đến đây tôi mới nhớ rằng là tôi có một cái mã số của cô Phượng cần phải mở đó. Tức là mình hãy thao tác, bởi vì trong những cái lúc cuối tháng này mọi người ra mã số đấy là để mọi người mua hàng đấy ạ. Cho nên đây là cái lúc mà chúng ta phải nâng cao cái tinh thần hỗ trợ đội nhóm. Cái lúc đầu tháng thì mình đè nhau ra, mình bắt nhau học. Còn cuối tháng này nếu mà không học được thì thôi, cân hết luôn. Hình dung không ạ? Và để cho nhanh, bởi vì nhá, một khi mà những người mà đặt hàng thạo ấy, mà ví dụ Anna mà cái ngày nào mà Anna ngồi là Anna đặt hàng ấy, thì chỉ có 2-3 phút là xong một đơn hàng, đặt rất là chuẩn, bọc 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 là xong. Những ngày cuối tháng ai giỏi việc gì chúng ta hãy hỗ trợ đồng đội chúng ta việc đấy. Sai lai còn hỗ trợ nhau. Vào những ngày cuối tháng khi mà sai lai là ngồi cân đơn ấy, là có những người là mua hàng chuyển tiền, mà có những người phụ trách mua hàng. À, làm rất là gọi gì nhỉ, đều đặn và phối hợp rất là nhuần nhuyễn như vậy chúng ta mới có thể nhanh được. Mục đích của chúng ta vào thời điểm này là ra đơn hàng. Thế thì khi mà ra đơn hàng mà bây giờ mà chúng ta còn tập trung vào những cái là ôi chị này rất giỏi, chị này có thể ra được cả 1000 điểm, cả 5000 điểm, đấy là chuyện của tháng sau. Cho dù ai rất giỏi bây giờ thì việc của các bạn là lên cho người ta được một đơn hàng người ta trải nghiệm là 100 điểm. Hoặc những ai mà mua những cái đơn mà đơn của doanh nhân thì là 200 điểm. Hình dung không ạ? Những cái đơn mà gồm như Neurovision, siêu vitamin, Vitajet Manium và Formula 4. Thì Vitajet Manium mình sẽ mua 2 lọ, 2 hộp để mình uống được cả tháng. Thì đơn đấy khoảng 200 điểm. Thế còn không, mình mua cái đơn là mình mua 100 điểm. Và bây giờ mình hãy dừng lại ở đó. Cho người ta mở mã số, cho người ta lên đơn hàng từ 100 đến 200 điểm để người ta trải nghiệm. Đầu tiên là phải như thế đã. Đừng có đợi cho người ta gom. Nhớ bé Bảo Ngọc tháng trước là có 2 ngày cuối tháng thôi, giải quyết gần 600 điểm, thiếu 5 điểm nữa là 600 điểm. Và bạn ấy gom đến chiều ngày cuối cùng là gom 10 mấy cái đơn hàng. Đó, để đặt một thể, chuyển tiền một thể. Thế thì việc của chúng ta bây giờ là gì? Việc của chúng ta là cứ phải xong xuôi cái đơn 100-200 điểm của cái người mở mã số đã. Nói với người ta, nói là tháng sau á, ngày rộng tháng dài, thích thảo luận những cái gì mà chiến lược thì thảo luận. Bây giờ những ngày cuối tháng, tư vấn viên của mình cũng phải hiểu rằng là cuối tháng mục tiêu quan trọng nhất là doanh số. Và mình sẽ hoàn thành những cái mắt xích để toàn bộ hệ thống của chúng ta hoàn thành mắt xích. Mình nhớ rằng là ở đây chúng ta không bao giờ khuyến nghị ai mà mua những cái đơn hàng. Bác sĩ Thiện share màn hình đang mổ à? Hết hồn. Ok, để Anna stop nó cái. Ok, để Anna security nó lại. Rồi. Thế thì các bạn hãy hình dung là bây giờ là việc của chúng ta là gì? Việc của chúng ta là phải rất là thực tế, rất là sôi thịt. Bây giờ không phải là cái lúc mà nhìn rộng, nhìn xa gì hết. Đây là cái lúc nhìn rất gần và rất thực tế, là rất chi tiết, là ra đơn hàng. Mục tiêu của chúng ta là ra đơn hàng. Hãy nhớ rằng là 4 ngày cuối tháng chúng ta có thể ra được tổng doanh số khoảng 2/5 của doanh số cả tháng, tức là chiếm 40% doanh số cả tháng. 2 ngày cuối tháng có thể chiếm 1/3 doanh số của cả tháng. Cho nên đây là lúc mà chúng ta tĩnh lại và chúng ta giải thích cho tất cả mọi tư vấn viên cái điều đó. Có thể với một hai người gì đó, tức là xin lỗi, với các tư vấn viên thì 100-200 điểm gì đó nó không có cái gì là quá như kiểu là quá quan trọng, quá nghiêm trọng giữa cái việc là mua vào ngày 27 của tháng này hay mua vào ngày mùng 1 của tháng sau. Mình hãy nói với họ là đối với đội nhóm thì cái việc mua vào ngày 27-28 của tháng này là rất quan trọng. Tại vì chúng ta đang tạo ra một cái văn hóa là gì? Chúng ta sẽ chiến đấu đến cái hơi thở cuối cùng. Đến khi đồng hồ điểm 23:59 của ngày 30 tháng 4 thì lúc đấy chúng ta mới buông súng. Cho nên là Anna biết rằng là có nhiều anh chị em ở đây, chúng ta nghĩ rằng là để sang đầu tháng sau mua cũng được. Nếu các bạn thấy rằng là để sang đầu tháng sau mua cũng được, tức là bây giờ các bạn mua cũng được, thì các bạn hãy hình dung là cái điểm số đấy nó vô cùng quan trọng với đội nhóm. Ở trong S69 chúng ta có một cái văn hóa là mục tiêu quan trọng nhất là mục tiêu của đội nhóm. Mục tiêu quan trọng nhất là mục tiêu của đội nhóm. Nếu các bạn thấy rằng là trong đội nhóm của chúng ta này có những người mà đang đặt mục tiêu là lên tư vấn viên trưởng 5.000, đặt mục tiêu là lên tư vấn viên cao cấp 10.000, đặt mục tiêu là lên nhà tư vấn chuyên nghiệp 20.000, thì các bạn sẽ biết là họ đều đang ở một cái áp lực về doanh số.
tất cả họ đều đang ở áp lực với doanh số. Và xin hãy hỗ trợ những cái người đồng đội của mình bằng cách là gì? Ra những cái đơn hàng mỗi người chỉ cần 100 điểm và 200 điểm thêm thôi. Mỗi người chỉ cần thêm 100 điểm hoặc 200 điểm thêm thôi thì cả cái đội nhóm nó sẽ ra được doanh số rất là nhiều. Tất cả mọi người, mỗi người chỉ cần đơn hàng 100 điểm hoặc 200 điểm thêm thôi. Anna xin nhắc lại, nó vô cùng có giá trị và có ý nghĩa. Và sau này khi các bạn tư vấn viên mới của chúng ta mà các bạn lên những cái nấc cao hơn, các bạn sẽ hiểu cái điều này. Anh Trương Huy Cường có nói với Anna rằng là có 3 vị trí mà trong nguyên cái sơ đồ trả thưởng ấy, khi anh Cường đi á, vị lần nào anh Cường cũng phải dướn, cũng phải hết sức nỗ lực và suýt soát vô cùng mới có thể lên được. Đó là tư vấn viên trưởng, tư vấn viên cao cấp và nhà tư vấn chuyên nghiệp. Còn sau này từ cái việc mà lên thủ lĩnh cao cấp, thủ lĩnh quốc gia hay thủ lĩnh vàng và duy trì tất cả những thứ đấy, anh ấy lại không có một trục trặc gì cả. Anh ấy nói rằng là mình phải luôn luôn tin tư vấn viên của mình còn hơn cả bản thân họ tin. Chắc chắn là xuyên đích. Với một cái đội nhóm mà chúng ta thấu hiểu được cái giá trị của mỗi 100 điểm đó, để rồi chúng ta góp những cái đơn hàng 100 điểm nhỏ lại, 10 người như vậy chúng ta có 1.000 điểm, 20 người như vậy chúng ta có 2.000 điểm. Và như thế thì đã làm cho nguyên cái hệ thống của chúng ta tăng trưởng được rồi. Và việc của chúng ta là gì? Việc của chúng ta là dồn được những cái doanh số trong một tháng. Bởi vì cái đấy nó sẽ giúp chúng ta chinh phục được các cái nấc thang. Và khi qua được các nấc thang mình qua được ấy, thì bằng cái kinh nghiệm đấy mình sẽ hướng dẫn lại cho những người ở phía sau. Thế cho nên là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Bây giờ số 1 khi mở mã số của tư vấn viên thì tập trung vào việc là gì? Chưa cần đào tạo họ ngay. Cứ đưa họ vào cái quá trình đào tạo qua video. Nói họ học qua video. Và chúng ta sẽ đào tạo cho họ vào đầu tháng. Đào tạo trực tiếp coaching gì đấy trong đầu tháng. Còn việc của chúng ta là gì? Mở mã số, lên đơn hàng, đặt hàng cho họ. Vào những ngày này các bạn hãy mở mã số cho họ, đừng có đưa sang cho họ mở mã số, và hãy đặt hàng cho họ, hãy báo với họ đơn hàng đấy bao nhiêu và các bạn hãy đặt hàng cho họ, hãy giúp họ đặt những đơn đầu tiên. Đấy là cái việc mà chúng ta cần phải làm trong những ngày cuối tháng như thế này. Cái số 2 là gì? Cái số 2 là nếu chúng ta không mở được mã số cho tư vấn viên, các bạn hãy đẩy điểm doanh số cá nhân. Anna luôn luôn có một cái cách mà Anna, chính bản thân Anna và sau này Anna có hướng dẫn lại cho rất nhiều bạn. Anna nói rằng là khi chúng ta mới bắt đầu kinh doanh á, thì chúng ta luôn luôn có những cái người mà sẵn sàng ủng hộ chúng ta. Không phải ai người ta cũng kinh doanh với mình, mà ai cũng có thể ủng hộ mình. Sản phẩm của Sibri của chúng ta không phải là cứ phải có 5 triệu, có 10 triệu, có 20 triệu mới có thể dùng được. Mà chúng ta chỉ cần bao nhiêu? 2 triệu 6 là đủ rồi. 2 triệu 6 là đủ để mà trải nghiệm nguyên một chương trình đầy đủ thanh lọc, năng lượng cân bằng rồi. Cho nên chúng ta hãy nói với họ rằng chúng ta đang cần rất là cần 10 cái người khách hàng dùng sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm và rồi cho chúng ta cảm nhận. Và chúng ta sẽ rất là mừng khi mà có họ là một trong những người sẵn sàng ủng hộ, sẵn sàng dùng sản phẩm và cho chúng ta cái cảm nhận của họ về những sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh. Và bằng cái cách đấy các bạn dễ dàng đẩy được 200 điểm cá nhân, 300 điểm cá nhân, 500 điểm cá nhân. Hãy nhớ những cái điều này. Đây là những điều rất là quan trọng vào những cái ngày cuối tháng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ rà soát lại một chút về những cái cách mà chúng ta sẽ làm vào ngày cuối tháng để tiếp tục giúp các bạn hoàn thành vào điểm doanh và điểm hoàn thành được doanh số. Đội nhóm chúng ta đang có một lực lượng rất lớn đang khao khát để có thể chinh phục được những cái nấc thang là tư vấn viên trưởng, tư vấn viên cao cấp và nhà tư vấn chuyên nghiệp. Cho nên rằng là chúng ta cần phải thêm một lần nữa chúng ta luyện tập thêm cái này. Bây giờ Anna sẽ chia các bạn vào trong các cái nhóm. Và trong các cái nhóm thì các bạn sẽ thực hành. Các bạn sẽ thực hành cái gì? Các bạn sẽ đóng vai. Số 1, các bạn hãy nói về cái cách để mời một người khác mua đơn hàng. Người số 1, bạn hãy nói cái cách mà mời một người khác mua đơn hàng. Được chưa ạ? Sau khi mời người khác mua đơn hàng, thì bạn có thể nói rằng là mình đang bắt đầu kinh doanh về lĩnh vực này. Mình đang có những sản phẩm có nguồn gốc từ những cái vùng thảo mộc thiên nhiên hoang dã. Và nó đang có cái công dụng rất là tốt. Bây giờ mình đang rất là cần có 10 khách hàng mà sử dụng sản phẩm và cho mình cảm nhận. Mình rất là mừng nếu như mà họ sẽ là những khách hàng đầu tiên ủng hộ mình. Đấy là cái số 1. Sau đó rồi, các bạn sẽ xử lý ý kiến phản đối. Cái người đối diện, bất kể ai trong cái nhóm đấy, hãy đưa ra một cái ý kiến phản đối. Bất kể một ý kiến phản đối nào để giúp cho cái người đồng đội của mình có thể được thực hành cái làm việc với ý kiến phản đối. Hãy nhớ này, cái ý kiến phản đối á, thực ra là cái người nói chuyện với mình họ đang có hai cái niềm tin giới hạn.
Số 1 là niềm tin giới hạn về chính bản thân họ, và số 2 là niềm tin giới hạn về cái ngành nghề này. Chỉ có thế thôi. Và người ta cũng chưa hiểu được là cái sản phẩm của chúng ta gồm những dòng nào. Người ta cũng chưa hiểu là thực phẩm chức năng của chúng ta là nó đặc biệt ra sao. Cho nên các bạn phải làm việc với ý kiến phản đối. Anna nhắc lại này, sản phẩm của Sibri á, là thực phẩm chức, riêng dòng thực phẩm chức năng của Sibri là thanh lọc ở cấp độ tế bào theo đúng một cái chương trình là thanh lọc năng lượng cân bằng. Và cái thanh lọc ở cấp độ tế bào là chúng ta có những cái bằng sáng chế độc quyền, không ở đâu có cả. Nữa là gì? Sản phẩm của chúng ta là làm việc là theo nhịp sinh học buổi sáng, buổi chiều khác nhau, cho nên nó khác hoàn toàn với những sản phẩm bên ngoài kia. Có rất nhiều sản phẩm người ta dùng nhưng cũng không có hiệu quả lắm. Mà tại sao sản phẩm của chúng ta dùng 3 ngày, 7 ngày lại có thể bắt đầu cảm nhận được cái hiệu quả rồi? Là bởi vì chúng ta có một cái phương pháp độc quyền là thanh lọc năng lượng cân bằng, và cái nguyên liệu của chúng ta đến từ cái vùng nguyên liệu mà có thể nói là hiếm có nhất ở trên hành tinh này. Khi các anh chị em mà được trúng cái chuyến đi ăn tai về nguồn á, mình sẽ, Anna tin chắc là mình sẽ cảm nhận được rõ cái điều này về cái tính hoang sơ của nó. Và Anna cũng đang rất chờ đó là tháng 7 là mình có thể được đi. Và Anna còn mong hơn nếu như mà chúng ta có nhiều người để chúng ta được đi cùng nhau. À, đi cùng nhau nó vui hơn rất là nhiều so với việc đi một mình. Thế các bạn hãy nói về cái chuyện đấy. Và rồi các bạn hãy nói, tức là họ bảo là họ đang khỏe khoắn, không cần phải uống đúng không? Thì mình hãy nói là đúng, bình thường nếu mà mình sống ở những cái vùng là sạch sẽ như ở Tây Tạng, như ở Altai, như ở Siberia, thì mình cũng không cần phải dùng những cái loại thực phẩm chức năng. Nhưng chúng ta sống ở vùng này, đất bẩn, không khí bẩn, nước bẩn, thức ăn bẩn, vào một trong những cái đất nước mà ô nhiễm nhất. Ở thành phố này có cái bãi rác nào bẩn nhất ý, hôi nhất ý, thì trong cơ thể của chúng ta cũng có một cái bãi rác đang bẩn, đang hôi như thế. Ở trong nhà của chúng ta ấy, cái thức ăn chúng ta ăn ấy, chúng ta có ăn thực vật đâu, chúng ta ăn động vật mà. Cho nên là các bạn hãy mở ra xem, để 2-3 ngày nó thối như thế nào, thì trong người chúng ta cũng có những thứ đang thối như thế. Thế thì khi mà nói như thế thì việc là gì? Là việc là chúng ta cần phải có những cái biện pháp chủ động hơn để thải nó ra. Người ta bảo dùng bao lâu? Bao lâu thì đầu tiên nếu người khỏe mạnh 3 tháng. Nếu mà sau 3 tháng mà mình thấy rằng là mình có thể là chuyển nơi sống đến cái vùng nước sạch, không khí sạch, đất sạch, thì mình không cần dùng nữa. Còn khi bạn còn ở cái nơi mà bạn đang sống bây giờ thì chúng ta cùng ở trong cái nồi nước gạo như nhau thôi, thì nó sẽ là bẩn, cho nên chúng ta luôn luôn như kiểu phải có một cái máy lọc ấy. Ai mà ngày xưa lấy cái hình ảnh của cái máy bơm nước tưới tiêu ấy, luôn luôn có phải có một cái máy lọc để chuyển nước từ ruộng này sang ruộng kia, luôn luôn phải như thế. Thì ở cơ thể của chúng ta cũng như vậy. Thế rồi những cái người mà bệnh mãn tính thì sẽ phải dùng nhiều hơn, dùng lâu hơn. Đó, mình nói như vậy. Và rồi người ta bảo là người ta ăn là đủ chất rồi, cần gì mà phải uống nữa, cần gì mà phải dùng nữa. Thì mình có thể giải thích với người ta nhẹ nhàng bảo ban đầu mình cũng hiểu là như vậy, nhưng bây giờ là cái việc mà năng lượng rỗng nó đang rất là phổ biến trong thực phẩm. Bây giờ 10 quả chuối bây giờ bằng 1 quả chuối ngày xưa. Chúng ta không thể ăn hết cái lượng đấy được. Rồi để chúng ta có được năng lượng thì quá dư thừa, mà mình có cái chất giống như là ngày xưa, cho nên nó khác hoàn toàn rồi. Nữa là ngày xưa không ô nhiễm như bây giờ. Bây giờ dinh dưỡng đưa vào cơ thể phần lớn dùng để thải độc các bạn ạ. Phần lớn là dùng để thải độc và làm sạch, chứ không phải là dùng để tiêu hóa đâu. Ngày xưa làm gì có thịt thà mà ăn nhiều, đúng không? Bây giờ hả, một nhà một ngày có khi ăn cả cân, ăn cả vài cân, nhà có vài người thôi. Thế thì nó lại phải tốn một tài nguyên để mà loại bỏ những thứ đấy ra, cho nên là mình thường xuyên phải bổ sung thêm để hỗ trợ cơ thể loại bỏ những thứ dư thừa. Đó, và từ những cách đấy các bạn có thể trao đổi để làm được ý kiến phản đối liên quan đến cái việc của mình dùng sản phẩm. Và ở trong đội nhóm của chúng ta sẽ có nhiều người mà họ đã học kỹ về cái phần làm việc với ý kiến phản đối này rồi, thì khi mà bạn nói thì các bạn hãy dành thời gian để mà sửa cho nhau. Thêm một việc nữa, sẽ có một bạn khác sẽ nói về mời một cái cơ hội kinh doanh và mở mã số. Mời ngắn gọn thôi, mời vào. Chúng ta sẽ làm hai phần, một là mời vào một câu cấu trúc để mời họ vào buổi OPP. Số 2 là gì? Nói về đoạn chốt, chốt mã số, chốt hợp đồng ngay. Anna sẽ có chỉnh phòng để trong đấy có các leader hãy hỗ trợ các bạn. Ví dụ như chốt là gì? Chốt là chúng tôi đang có một cái quá trình chuyển giao tất cả mọi cái thông tin này để cần thiết các bạn trong vòng từ 1 đến 3 ngày. Bạn sẽ xong các thông tin cơ bản. Sau đó rồi bạn sẽ có 4 ngày để đào tạo những cái kỹ năng cần thiết. Và đồng thời trong quá trình đó thì chúng ta sẽ làm một việc rất là quan trọng.
để cho cái ngành nghề này có thể tồn tại trên trái đất này thì chúng ta rất là cần, à thì cái sản phẩm nó phải tốt, và chúng ta kinh doanh những sản phẩm tốt cho sức khỏe thì chúng ta rất là cần phải trải nghiệm xem sản phẩm nó tốt như thế nào, để chúng ta có những ngôn từ phù hợp, để chúng ta có thể tự tin chúng ta nói từ trái tim đến trái tim, và chúng ta kiên quyết là chúng ta sẽ mang đến cho những cái người khách hàng những cái gì mà bản thân chúng ta tin tưởng và chọn cho chúng ta. Vì thế cho nên là việc của chúng tôi, việc của mình là sẽ giúp cho cái người đối tác, cái người khách hàng của mình lên một cái đơn hàng mà họ sẽ có cảm nhận trong vòng từ 3 ngày đến 7 ngày. Với những sản phẩm của các công ty khác ấy thì rất là tốn tiền mới trải nghiệm được. Còn riêng ở CV chỉ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 thôi đã đủ một cái đơn hàng mà người ta có thể trải nghiệm được một chương trình khoa học có bản quyền đầy đủ, gồm 3 bước là thanh lọc năng lượng cân bằng. Và vậy thì bao nhiêu trong số các bạn đồng ý là sẽ vào quá trình tìm hiểu cùng với tôi? Đấy là một cấu trúc đầy đủ mà một bạn nói về cơ hội kinh doanh các bạn ấy phải chốt được. Hãy luyện tập tập trung vào phần chốt này giúp Anna. Tập trung vào phần chốt. Được chưa ạ? Vậy là số 1 này. Luyện cái cách nói để mời một người ta mua một đơn hàng. Lặp lại. Số 2, luyện cái cách chốt, đúng cái cấu trúc chốt thôi. Và cái số 3 là xử lý một ý kiến phản đối. Bây giờ khi các bạn sẵn sàng rồi, các bạn giơ ngón tay cái đi, Anna chia phòng nhá. Ok. 4. Chúng ta sẽ quay trở lại đây vào lúc 10 giờ 25 nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại đây 10 giờ 25. Chị có phải tham gia không dạ? Tất cả mọi người đều tham gia bởi vì để hỗ trợ. Những cái leader đừng có trách nói nhá. Leader để những người khác nói, sau đấy thì các bạn hãy hỗ trợ điều chỉnh cho họ, bởi vì ngày mai chúng ta có tới 10 mấy người làm lận. Đó. Các bạn nhớ rằng là sau khi các bạn 10 mấy người làm lại, các bạn hãy nhớ rằng là một là mở mã số, hai không mở được mã số thì sẽ chuyển xuống là ủng hộ bằng đơn hàng, hãy nhớ là như thế. Rồi Anna sẽ break thành room này. Rồi ok, phòng 1 là có chị rồi, phòng 1 có người rồi. Linh Chu, Đức Lê, Liễu Lê. Chờ Anna một chút nha, để Anna chỉnh lại cho nó đảm bảo. Na ơi, Nhi cho con bú. Cho con bú và ngủ không có thực hành được. Ok. Nhi cứ ở trong phòng đấy nào để nghe thôi, không cần phải nói gì cả. Hero là chị, Hero là ok, Linh Mai đoàn chị Linh Trang. Ồ, công nhận cái phòng này mạnh. Chất như nước cất, để yên. Võ Thị Bảo Ngọc. Rồi ok, cho Bảo Ngọc ở phòng này đi. Cái phòng của có một cái phòng hơi ít để Anna chuyển sang, chuyển chị Ánh sang. Các bạn nhớ này, khi mà Anna chia phòng các bạn phải bấm vào cái nút join nhá. Chị Kết ơi, chị mô tả cho mọi người cái nút tham gia của em với. Nó nằm ở đâu em ấn vô một phát. Các bạn Anna chia phòng xong là các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái bảng nó hiện lên rằng nó hỏi là bạn có vào cái phòng đó hay không, thì nó có một cái nút là join, cái nút là later, thì ấn vào cái nút join á. Còn nếu mà bạn lỡ ấn vào nút later thì khi đó bạn nhìn xuống phía dưới bên tay phải nó có một cái ô, cái hình mà có 4 cái ô vuông nó chụm lại nhau á, bạn ấn vô trong đó là bạn sẽ vào được phòng. Anna ơi, tin em có chị Thủy, chị đang cho con bú không nói được. Không nói được thì không cần, không nói được các bạn cứ để yên cho người ta không nói. Yên nha, để Anna chuyển nốt các bạn sang, các Anna dồn bớt vào phòng lại bởi vì là có một số bạn mà Anna thấy chưa có đủ mạnh lại vào cùng nhau. Hơi đông một chút này, để cho các bạn có thể thực hành được và trong đấy có leader có thể hỗ trợ được. Ok nha, rồi Anna chia phòng đây.
Ok. Vậy, chốt. Vậy là bây giờ mọi người đã được thực hành với nhau này. Thế mà bây giờ mọi người đã cảm thấy rằng mình đã biết cái cách để mà mình giới thiệu cho người khác mua một cái đơn hàng trong những ngày cuối tháng này chưa? Biết rồi, giơ ngón tay cái. Rồi. Thế những người mà vừa giơ ngón tay cái đấy, ngày mai mỗi người bán ít nhất từ 1 đến 2 đơn nhá. Hay không? 5 đơn được không? 5 đơn thì quá được. Công nhận gài hàng ghê thiệt. À, mấy người mà giơ ngón tay cái đấy, ngày mai mỗi người bán ít nhất từ 1 đến 2 đơn này. Ai đồng ý giơ ngón tay cái lại coi. Ủa thì hôm nay tôi bán 2 đơn. Đấy, bác sĩ Thiện giơ tay rồi kìa. Đó. Riêng thủ. Tí nữa bác sĩ Thiện ơi. Cái Hoa nó đang cần tâm sự mỏng với bác Thiện đấy. Mới chỉ bác Thiện là bán luôn một lần 200 điểm à, một đơn là 200 điểm cơ. Đúng rồi, với lại là bác Thiện tối nay bác Thiện tâm sự mỏng với cái Hoa để mà hỗ trợ support cái Hoa đi cần lắm đấy nhá. Bác kêu bác lại 200 triệu là chuyện nhỏ. Bây giờ bác chỉ cần giới thiệu khách cho cái Quỳnh Hoa thôi. Tháng này bác mà đang bận bác cứ giới thiệu khách cho Quỳnh Hoa. Có 5 khách là 1000 điểm rồi. Mà có 10 khách thôi là 2000 điểm rồi chị Thúy nhỉ. 200 điểm một đơn mà. Ok. Đấy. Bác ok rồi đấy, nhớ okay, nhá Quỳnh Hoa. Thiện ok rồi bác kìa. Bác nói là khách của bác 200 điểm là chuyện nhỏ, thu nhập toàn là 100 triệu thôi à. Rồi đó. Đi xe ô tô thu nhập 100 triệu này, đẹp trai này, chưa lấy vợ này. Đấy. Đấy luôn hả? Yêu sao này. Sao không nói chị sớm. Chưa có gì hết, chưa có yêu chưa có gì hết. Đó. Thôi. Vừa vừa thôi nhớ đấy. Sống sang quá. Sống sang không? Lâu lâu có ai có Dương vô. Các chị, các chị, đây làm giờ Zoom chứ không phải giờ 8. Bác sĩ Thiện ơi. Giờ đến đây một cái là các chị em nào đứng hết cả này. Anh chị im lặng nè. Anh chị im lặng. Các anh chị ơi im lặng nè. Bác sĩ Thiện ơi, chúng ta cần một phút để làm quen. Anh có thể bắt đầu từ bây giờ ạ. Mẹ kết giả mang quá. Đây có vẻ là một pha tranh đấu. Các chị đang ở đâu em chưa em giới thiệu rồi mà. Giới thiệu lại đi anh. Chị Lệ gọi bằng anh hơi lố. Còn Ngọc ơi em cũng đang nay, em cũng đang cô đơn đúng không? À đúng rồi chị. À đấy. Hôm nay em bị bác sĩ rồi. Hôm nay em được ưu ái quá cho nên không biết mở lời sao. Đợi hôm nào gọi là đông anh em hơn thì cái đấy tinh thần mạnh hơn. Giới thiệu chính ra bác sĩ Thiện là gì biết không, không muốn mất bất kể một cơ hội nào cho nên bác sĩ Thiện trả lời thế đấy. Thế trên Zoom quá nhiều chị em mà. Rồi được đấy, chiêu đấy hay. Thế thì rất là mong là hôm nay bác sĩ Thiện là vào đây đã thực hành cái cách cũng như để mà chúng ta có thể mời những cái đơn hàng vào dịp cuối tháng để đôi khi nó có thôi và tất cả các anh chị em khác nữa. Thế thì chúng ta sẵn sàng là ngày mai béo nhất là mỗi người thêm từ 1 đến 2 đơn. Hãy nhớ rằng là mỗi người thêm từ 1 đến 2 đơn. Thế còn đấy là tối thiểu. Còn lại thì bác sĩ Thiện với chỗ Quỳnh Hoa đấy. Ít nhất 5 đơn mỗi đơn 200 điểm hoặc lên 10 đơn mỗi đơn 200 điểm thì càng tốt. Tất cả việc lên đơn như thế nào, việc chuyển hàng như thế nào đấy là việc của cái Quỳnh Hoa. Bác Thiện chỉ cần bây giờ mấy ngày cuối tháng bác Thiện chỉ cần chỉ định thôi. Quỳnh Hoa xử lý hết. Và tương tự với tất cả những anh chị em khác, hãy nhớ rằng là từng một cái mắt xích một nó rất là quan trọng. Ở đây chúng ta chưa bao giờ gọi là nói với nhau về cái chuyện là chúng ta sẽ có những cách là chúng ta sẽ mua sẵn những cái lượng hàng về rất là nhiều để chúng ta bán, trừ trường hợp là chúng ta ở những cái vùng xa. Tất cả những người mà ở vùng xa mà không có văn phòng đại diện á, mà mỗi lần chuyển hàng về mất thì giờ thì họ đều có một cái đại thể giống như là ở Ninh Bình cũng có một như kiểu một cái showroom ấy của các cái leader. Họ đứng ra và họ cũng có một lượng hàng ở đó. Thế thì cái đấy là hiếm thôi. Còn đa phần là chúng ta sẽ tìm cách là chúng ta kiếm ra những cái người sử dụng. Và mục đích của chúng ta là xây dựng những cái người mà sử dụng mà có khả năng lặp lại tiêu dùng. Đấy là cái mục đích của chúng ta. Đó, thế thì bởi vì như vậy cho nên là chúng ta hãy là những cái cánh tay nối dài. Để mỗi một cái mắt xích hoàn thành cái nhiệm vụ của mình thì cả cái hệ thống chúng ta sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ. Cái số 2 là với những anh chị em nào ngày mai chúng ta sẽ làm OPP. Đây là một sự vượt ngưỡng và đội nhóm chúng ta có tổng là mười mấy người làm OPP. Và chính bởi vì như thế cho nên là cái năng lượng mà tập trung ấy nó đang rất là cần thiết để chúng ta tạo thành một cái gọi là ý thức cộng đồng, collective mind. Và chính cái ý thức cộng đồng này nó sẽ giúp cho từng người một đều có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu.
Thế thì với cái điều đó các bạn hãy nhớ cái cấu trúc chốt. Chúng ta sẽ chốt là chốt vào quá trình tìm hiểu, đúng không ạ? Chốt vào quá trình tìm hiểu từ 1 đến 3 ngày. Và trong cái quá trình tìm hiểu đấy, trong quá trình tìm hiểu đấy thì chúng ta sẽ bao gồm cả cái việc trải nghiệm sản phẩm, vì đây là một phần rất là quan trọng để cái sản phẩm này có thể tồn tại được, để cái ngành kinh doanh này có thể tồn tại được trên cái trái đất này thì sản phẩm nó phải tốt. Và việc của chúng ta là những người kinh doanh thì chúng ta phải trải nghiệm xem nó tốt ở cái mức độ nào, để từ đấy cái việc thông tin mà mình chia sẻ nó mới đến từ trái tim đến trái tim. Đúng lại là khi các bạn uống Siri rồi mà máu của Siri nó chảy dần dần ở trong người mình á, lúc đấy chia sẻ là bốc, cực kỳ bốc luôn. Uống càng nhiều là bán được càng nhiều. Vừa nói với bác sĩ Liễu là bác Liễu cứ uống cái gì là bán được cái đấy, bác Thiện cứ uống cái gì là bán được cái đấy, anh chị em mình cứ uống cái gì là bán được cái đấy. Đấy, nó rất là đơn giản, chỉ có như thế thôi. Và nhớ rằng là luôn luôn sẵn sàng để làm việc với ý kiến phản đối, hết sức bình tĩnh, bình thản với ý kiến phản đối. Hãy luôn luôn hình dung trong đầu rằng là à, họ đang chưa hiểu, họ đang chưa hiểu. Việc của mình là cung cấp thông tin, việc của mình là hiểu rõ. Cho dù họ từ chối mình thì mình nói là à, đó là do họ chưa được cung cấp thông tin, họ chưa được hiểu rõ. Việc của mình là cung cấp thông tin cho họ hiểu rõ. Nếu họ từ chối mình vẫn cứ cười hì hì, mình cứ bảo là à em hiểu mà, cái này là do em cung cấp thông tin chưa đủ, để em cung cấp thêm thông tin cho anh chị hiểu rõ. Sau bảo không, nhưng mà cái này anh đã làm nhiều rồi. Bảo em rất là hiểu cái cảm giác đó, bởi vì ở ngoài kia là cái áo là na ná như nhau và cái ruột thì khác hoàn toàn nhau. Việc của em là cung cấp thông tin để cho anh chị hiểu rõ. Cứ như thế, rồi cười khì khì vào, rồi tươi tắn rào vào, rồi năng lượng vào, là chắc chắn là người ta sẽ cảm thấy rằng ồ, tại sao mà bạn này bạn lại kiên định như thế, bạn ấy lại kiên trì như thế. Và hãy nhớ nhá, có những người họ chỉ làm bộ, họ phản đối mình xem mình thế nào thôi, xem là có thực sự là mình có đang tin tưởng vào những gì mình đang làm. Trời ơi, chưa gì đã co hết cả vòi lại thì không được. Mình phải thật là bình tĩnh, mình nói luôn anh chị phản đối như vậy là để test xem là em hiểu rõ như thế nào về cái thứ mà em đang kinh doanh, đúng không? Bắt đầu mình giải đáp. Khi mà cái kết nối, khi mà cái sự vui vẻ đã được tạo ra rồi, các bạn có thể xử lý bất kể một ý kiến nào, vì đơn giản là họ chưa hiểu rõ thôi. Việc của mình là hiểu rõ, ok chưa ạ? Và rồi trong những cái thời gian như thế này, Anna biết rằng là chị em phụ nữ của chúng ta thì hơi thiệt thòi hơn nam giới một chút. Với các anh nam giới á, thì các anh có thể làm từ sáng đến đêm, không ai làm gì cả, không ai nói gì cả. Thế nhưng mà ở đây chị em phụ nữ chúng ta mà làm như thế là bị chồng giận nè, bị người yêu giận nè, bị con giận nè, bị bố mẹ giận nè, bị anh chị chồng giận nè. Đấy, và xin gửi một cái lời tất cả các bạn, nếu ai mà có chồng, có vợ, có người nhà đang ở bên cạnh thì bật loa ngoài lên cho người ta nghe, đừng có đeo tai phone nữa, để cho tôi nhắn gửi một vài lời đến với những cái người mà đang ở bên ngoài và đang support các bạn ở đây này. Nào các bạn, mở hết tai phone ra. Mọi người không có ở đây rồi sao? Mọi người đi ngủ hết rồi. Được rồi, ai có tai phone mở ra để cho người bên cạnh họ có thể nghe. Họ ngủ mình sẽ cho họ nghe bằng tiềm thức, nó sẽ vào tiềm thức của họ. Nào, Anna xin thay mặt cho đội nhóm, thay mặt cho công ty Cyberian, thay mặt cho cái team huyền thoại này, xin gửi một cái lời kêu gọi sự hợp tác tha thiết và đầy thân thương đến tất cả những ông chồng, bà vợ, con cái, bố mẹ chồng, anh chị em chồng, đến tất cả những người mà chị em chúng tôi, anh chị em chúng tôi đang phải có trách nhiệm. Chúng tôi rất là cần nhận được sự hỗ trợ trong vòng những ngày cuối tháng này. Chúng tôi rất là cần nhận được những cái nụ cười, những cái ánh mắt thân thương. Mình rất là cần nghe những cái lời khích lệ. Đây không phải là lúc để cãi nhau, đây không phải là lúc làm cho nhau tụt mút, đây không phải là lúc mà làm cho nhau khó chịu. Nếu các anh chị khó chịu, hãy đi ra ngoài xả ra, hét lên vài tiếng rồi vào lại cười tươi với đồng đội của chúng tôi. Chúng tôi không dám xin xỏ cái điều này cả tháng, chúng tôi chỉ xin xỏ cái điều này trong vòng 3 đến 4 ngày thôi. Và chắc chắn là cái video này sẽ được truyền đến tất cả những ông chồng, những bà vợ, và hãy bật cho họ trong vòng 3 phút cuối để họ có thể nhận được cái thông điệp này. Bởi vì chúng ta không phải chỉ làm để vì một mình bản thân mà. Đó là chúng ta không làm cái này chỉ bởi vì tiền. Nếu bởi vì tiền, Anna tin tưởng rằng ở đây chúng ta có nhiều thứ khác, nhiều cách khác có thể làm. Chúng ta ở đây đều là những cái người mà chết mê chết mệt trong cái việc chuyển hóa người khác. Mà khi thấy những cái người đồng đội của chúng ta thay đổi thì mình còn cảm thấy sướng hơn là những cái đồng tiền mà mình kiếm được. Và chúng ta là những người khao khát thay đổi bản thân, khao khát đưa bản thân mình, thách thức bản thân, đưa bản thân mình vượt qua những cái ngưỡng và chinh phục những cái đích, những cái level mới, liên tục mở rộng cái vòng an toàn, chỉ để hiểu rõ thế giới này hơn, chỉ để hiểu rõ con người và các mối quan hệ của con người hơn. Và trong cái quá trình đấy thì tiền này, xe này, nhà này, du lịch này, mọi thứ là nó sẽ đến.
như một loại phần thưởng. Và khi chúng ta có cái đấy, chúng ta có hưởng một mình không ạ? Không hề. Khi chúng ta có tất cả những thứ đó, chúng ta sẽ muốn đi du lịch cùng với chồng, với vợ, với gia đình của mình. Chúng ta mà có tiền, chúng ta cũng muốn dùng để mà chăm sóc cho cuộc sống gia đình của mình tốt hơn, đúng không? Cho con cái của mình được học hành tốt hơn. Chúng ta cũng muốn để chúng ta mua sắm cho chồng, cho vợ chúng ta những cái món đồ mà bằng chính cái đồng tiền rất là đích đáng. Cho nên một lần nữa, xin thay mặt cho toàn thể những người mà sẽ được những người này giúp đỡ, là sau này con số đấy sẽ lên hàng triệu và vài triệu người, xin gửi đến cái lời cảm ơn chân thành với tất cả họ hàng, thân quyến, gia đình, dòng tộc của tất cả những cái tư vấn viên. Và chúng tôi rất là cần sự ủng hộ, động viên bằng những cái hành động thực tế. Hãy cười, hãy ôm, hãy động viên, hãy gửi đến những cái tinh thần tích cực cho chị em, cho anh chị em, những người mà đang làm việc cật lực ở đây. Và ngày mai sẽ là một ngày hết sức quan trọng. Các bạn phải nhớ này, mọi cái sự tĩnh tâm nó đến từ bản thân mình. Cho dù ai đó có chưa hiểu ra đi chăng nữa, thì việc của các bạn là thật tĩnh tâm đại và làm. Chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ thành công để cho người khác đi theo mình. Đó là cái con đường mà chúng ta đã chọn rồi. Chúng ta là dân tộc thiểu số. Nếu ai mà thích trở thành dân tộc thiểu số như chúng ta, họ sẽ đồng hành với chúng ta. Còn nếu không, họ sẽ đồng hành với chúng ta trong lúc ngủ cùng chúng ta thôi. Còn mọi phần lại trong cuộc sống thì họ tương đồng với việc là họ sẽ không được đồng hành với chúng ta. Cho nên các bạn hãy làm cho bản thân mình đắt giá lên, thì tự động những người sống chung quanh mình họ cũng sẽ phải nâng tiêu chuẩn của họ lên. Và lời cuối cho buổi tối ngày hôm nay, rất cảm ơn tất cả các bạn. Ngày mai chúng ta chào đón một ngày tràn ngập OPP, tràn ngập khách hàng, tràn ngập đơn hàng, tràn ngập tư vấn viên. Và hãy sạc pin điện thoại đầy đủ, hãy chuẩn bị internet đầy đủ. Hãy tìm cho mình một cái chỗ mà để có thể tập trung nhất, ít sao nhãng nhất. Và kể cả chỗ đấy là trong toilet cũng được, các bạn vẫn có thể tìm được một cái bức tường trắng để các bạn có thể làm những cái gì mà các bạn làm. Lấp cái toilet đấy lại, thế là xong. Nói luôn, ghi bên ngoài luôn là toilet bị hỏng. Nếu các bạn cảm thấy những ở nhà không có một không gian riêng tư nào thì vẫn có thể có những không gian riêng tư. Dán bên ngoài toilet bị hỏng, xin lỗi, xin mời không dùng. Thế thôi, và các bạn chui vào đấy các bạn làm. Thế thì như thế các bạn sẽ ở một trong không gian riêng của chính bản thân mình. Và tất cả mọi thứ đều do mình tạo ra hết. Và Anna có một cái niềm tin chắc chắn rằng là ngày mai tất cả chúng ta sẽ ra được những kết quả vô cùng rõ rệt và chúng ta sẽ xuyên đích. Hãy nhớ rằng nếu không mở được mã số thì hãy chuyển đến thành đơn hàng trải nghiệm sản phẩm. Nếu mà đã mở được mã số thì hãy báo với họ là cái việc trải nghiệm là việc rất quan trọng. Và hãy nói với tất cả mọi người là vào những ngày cuối tháng như thế này thì cái quyết định mà ủng hộ chúng ta là của họ ấy, là một quyết định mà với chúng ta vô cùng có ý nghĩa. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều vì đã nghe cái bài diễn văn đến tận giây phút này. Bây giờ chúng ta sẽ thả tim, chúc nhau ngủ ngon và chúc cho một ngày mai được sống nhá. Ngủ ngon. Bây giờ ngày mai thành công.